Hà Nội, 126 khách vẫn đang bị cách ly tại nhà hàng Monaza Trần Duy Hưng. Sáng mùng 10 tháng 12, hơn 100 người ăn nhậu tại nhà hàng Monaza 194 Trần Duy Hưng từ đêm mùng 8 tháng 12 vẫn đang bị nhốt lại nhà hàng để chờ kết quả xét nghiệm PCR. Sáng mùng 10 tháng 12, trao đổi với phóng viên dân trí, lãnh đạo công an phường Trung Hòa, cầu giấy Hà Nội xác nhận thông tin trên và cho biết hiện có khoảng 20 cán bộ chiến sĩ công an phường cùng các lực lượng chức năng đang túc trực 24 trên 24 tại khu vực nhà hàng Monaza để đảm bảo công tác an ninh trật tự, cảnh báo người dân tránh lại gần khu vực này. Lực lượng chức năng phải túc trực xuyên đêm để làm nhiệm vụ canh gác, cảnh báo người dân không tiếp cận gần khu vực nhà hàng. Hiện hơn 100 người vẫn đang bị giữ lại trong nhà hàng Monaza để chờ kết quả xét nghiệm, vị lãnh đạo công an phường thông tin. Lãnh đạo công an phường Trung Hòa cho biết thêm, sau khi 4 trường hợp dương tính có kết quả xét nghiệm khẳng định PCR, lực lượng chức năng sẽ vào trong nhà hàng để lấy lời khai các trường hợp liên quan. Trước đó, đêm mùng 8 tháng 12, lực lượng chức năng công an phường Trung Hòa và ủy ban nhân dân phường Trung Hòa phát hiện nhà hàng Monaza 194 đường Trần Duy Hưng có biểu hiện hoạt động kinh doanh chui sau 21 giờ. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện khoảng 126 người đang tham gia ăn nhậu trong quán. Test nhanh với 126 người này, lực lượng chức năng phát hiện 4 ca dương tính với SARS-CoV-2, hiện cả 4 ca này đang đợi kết quả xét nghiệm PCR. Báo cáo của lực lượng chức năng nêu rõ cơ sở vi phạm trên do ông Nguyễn Chí Tê, sinh năm 1983, làm chủ, ngành nghề kinh doanh của cơ sở gồm karaoke, nhà hàng, cà phê, trong đó tầng B1, tầng 1, 5, 6, 10, 11, 12 kinh doanh hàng ăn và cà phê, tầng 2 đến tầng 4 kinh doanh karaoke, tầng 7 đang sửa chữa để không, tầng 8 là bếp. Trong năm 2021, Công an phường Trung Hòa đã ba lần chủ động phát hiện, kiểm tra đối với vi phạm của cơ sở này. Cụ thể, trong các ngày 17 tháng 5, ngày 27 tháng 7, Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy xử phạt 15 triệu đồng cơ sở kinh doanh này với lỗi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng. 45 triệu đồng lỗi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống cộng có nguy cơ làm lây truyền bệnh dịch tại vùng có dịch COVID-19. Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người, không giao kết hợp đồng bằng văn bản đối với công việc có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên. Mới đây, ngày mùng 2 tháng 12, Ủy ban nhân dân quận cầu giấy xử phạt cơ sở này 20 triệu đồng lỗi không thực hiện quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng. Sau lần phạt thứ ba, công an phường Trung Hòa đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân phường đề xuất chủ tịch Ủy ban nhân dân quận nghiên cứu các quy định thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh đối với cơ sở trên vì nhiều lần vi phạm. Đồng thời, công an phường báo cáo công an quận cầu giấy để chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với đơn vị kiểm tra, phát hiện và xử lý khi cơ sở vi phạm. Theo công an phường Trung Hòa, cơ sở kinh doanh monaza đã từng bị công an phường trung hòa đã lập biên bản rất nhiều lần trong những lần đó để đối phó với lực lượng chức năng chủ quán monaza này còn cắt hết hệ thống camera của nhà hàng đóng cửa khi thực khách và khách hàng đang ăn uống hát hò